Dạ, em xin chào anh chị, chào cô chú. Hôm nay em có một số cây đen rô chớp combo 200 ba loại đang lên cho cô chú anh chị sưu tầm nha. Thì ở đây đầu tiên em có một combo đây, combo ba loại đây. Đầu tiên là một cây Susan. Mẹ cũ nha anh chị nha. Susan này chỉ có một cái mầm con này lên thôi. Nó cũng đã đứng ngọn mà nó chuẩn bị lên mầm mới rồi đó. Một cây Susan. Một cây mắt rồng vàng. Cây này thì đẹp. Và một cây một mầm pin mascara chớp đồng xu, chớp hồng lau mộng đều là nó. Cái này thì để coi em bữa em tắt ngày 5 tháng 8 thì nó lên hai mầm này, rễ của nó ở dưới thì chắc cũng được vài ba cái rễ thôi, chưa có nhiều đâu. Nhưng mà rễ khỏe. Đây nè, rễ này. Bởi vì khi tách ra rễ nó đã khỏe rồi. Đó. Lên hai mầm là cây rất là khỏe luôn. Combo 3 cây này 200 ngàn. 200 ngàn cho ba cả ba nha chị nha. Đây cũng vậy, combo cũng ba loại giống nhau luôn, cũng một Susan, một pin mascara, một mắt rồng vàng, này cũng vậy, pin mascara cây đều lên hai mầm hết. Đây cây mắt rồng vàng hai mầm luôn, combo ba loại 200. Đây em có một cây no name nghịch, cây khỏe đẹp như này. Mẹ con đều zin luôn, mẹ nó chuẩn bị lên một mắt này. Đó, mắt mẹ nó sưng, con còn nguyên zin, mẹ con đều zin. Ở trên này đang có hai vòi hoa, anh chị về lấy chơi hoa. Cây to đẹp 400 ngàn cho chậu này nha anh chị nha. Combo 3 loại. Combo 3 loại 300. Loại này bán combo thì 3 loại 300, lẻ thì 150 một cây. Đầu tiên là một cây no name nghịch. Mẹ cũi mầm con lên đây. Một cây cam sành. Cam sành miền Tây, Cam Thuận. Mầm lên khỏe. Một cây chớp đồng tiền xưa. Mưa quá vàng lá. Này để vườn ngoài để phơi mưa. Ba loại 300 ạ. Giá hạt combo 5 loại 200. 5 loại 200. Đầu tiên là một cây năm cánh trắng bệt mũi trắng thiên minh, một cây trầm lá biên, một cây ám bệt lâm tâm như. Cây này thì mới bỏ chậu đâu đó tầm 2 3 tuần rễ được. Một cây siêu bệt ma bó. Cây này là cây siêu bệt mà mắt mà cánh nó chớp 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 cánh luôn nha anh chị nha. Một cây hồng sexy. 5 loại 200. Đây cũng 5 loại 200, một cây hồng yên thủy. Cây mắt ngọc sông Đà, một cây trầm lá biên. Một cây năm cánh trắng nhị long và một cây siêu bệt ma bó. 5 loại 200. Hiện tại thì em có lựa ra được một số loại đó, anh chị có sưu tầm loại nào thì nhắn em ạ. Này em cũng còn một cây B1 này. Burana B1. Bốn trăm ngàn. Cây này là cây Safia New 500. Chuẩn bị đẩy mầm gốc lên, cây nó mọc ra rất là khỏe rồi. Dạ đó, hiện tại em đang có mấy loại đó, anh chị lấy loại nào thì cứ nhắn em ạ. Dạ rồi, em xin chào anh chị. Này là nụ của cây đỏ tím nha anh chị. Sắp có hoa.